Ôi rồi. Hơi ơi. Đi vô rừng tha mấy con gấu con đi theo nữa. Hi Ayla. Hả? Stay there. Hi baby. Đứng yên đi con. Hey. Can you answer the radio? I'm about to ask if you're here yet. Radio. Okay. Baby. Ayla, here, hold the stick. No, no, let me take her down. Nè. Nằm xuống nè con. Ây da. Careful, okay? Have fun? Yeah. Yeah? I was doing much music. Yeah. Boom! That's your radio. Okay. Nãy giờ con có hai nắm được không? Hả? Có không? You got any mushroom? That's the radio, Toy. Where? I'm about to ask you to hear you. Hello? Trời ơi, don't say anything. Hello? Mommy. Đang đâu vậy? Đang ở trên cái lộ, trên cái khu thì khách đang đi xuống này, dầu lên chút rồi đó, mày muốn đi vô thì chạy thẳng vô. Nicole's still stuck up there. Nãy giờ có nhiều nấm không? Vài cái à. Trời ơi. Rồi đang đi xuống ngay chỗ cái. Có vài cái vậy ta đi tìm chỗ khác chứ. Nè, đang đi xuống ở chút rồi đó. Nicole might be rolling down the hill soon, Nicole's right? Nicole's going with them? Oh, Ayla, đi. That's okay. Ayla, con lại đây con. Wait, Ayla. How long have you been here for? I don't know. Huh? No idea. You got any mushroom? Like four. Oh, really? Yeah. Oh, nice. Rồi, để coi nấm mấy nè. Nấm gì? Không biết phải cái nấm nấm kẹo quá. Giống quá. Mà chắc bên đây không có đâu. Mốt phải đi tìm nấm kẹo về phơi để làm bánh đó em. Nấm kẹo hả? Ờ. Nó cũng như hôm nay không phải. Hôm nay tìm chưa có. Tại nấm đó về mình phơi khô xong cái mình xay ra mình bỏ vô làm bánh bánh rồi nó thơm lắm. Okay. Bánh flan đâu á. Phải không? Ờ. Em chưa thôi, không biết cái đó hả? Ừ, nấm mốt đó. Anh tìm à, cho máy thử. Như vậy đi tìm đi. Ừ. Ok. Okay. Bây giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi hái nấm nữa cả nhà. Hai vợ chồng mới vừa lên thôi. Hồi nãy có gặp mấy đứa em, như này có đứa cháu nhỏ xíu đi hái nấm nữa. Thấy cưng dễ sợ luôn á. Đi mấy người đó đi hồi sáng lần các bạn. Bây giờ hai vợ chồng mình vòng 1 giờ rồi. Dạ. 1 giờ trưa rồi. Nhờ xuống đây đi vòng chắc khoảng 1 tiếng 2 tiếng mình về ha. Dạ, tại vì nghĩ là hôm nay thì hôm qua nói là đi cái ngày cuối cùng cả nhà, nhưng mà giờ thấy nấm nó cũng còn nhưng mà một rải rác, nhưng mà thôi kệ, mê quá đi hái giống như thế, hái cho đã ghiền á. Xong rồi tại vì giờ gần hết mùa rồi, mai mốt cũng hết mà hái rồi cả nhà. Bởi vậy giờ có nhiều thì tranh thủ hái được nhiều thì hái. Thôi cũng mời cả nhà xem và theo dõi coi hai vợ chồng hôm nay có hái được nấm hay không ha. Ok đi. Dạ. Đi tìm cháu đi. Ừ. À, rồi bây giờ là chuẩn bị leo lên mấy cái ngọn núi ở trên đó đó. Rất là cao luôn. Cây che hết khó thấy. Chỗ này thì cây nhiều. Mình đậu xe chỗ cái eo này. Cảnh chỗ này đẹp ha. Ừ. Cảnh chỗ này đẹp ha. Cảnh chỗ này thì đẹp. Hôm nay được cái là đi trời nó cũng đẹp, nó cũng đẹp. Nhưng mà lạnh nha. Ừ. Ướt nhưng mà không có mưa. Không có mưa là được rồi, tại vì có mưa đi thì rất là cực. Với lại nếu mà tuyết nữa thì đi cũng cực lắm, tại vì lạnh dữ nữa. Thôi đi. Oh, trời ơi. Trời ơi, sao giờ tự nhiên em nhìn cái ngọn núi này em chưa gì hết, em đã thấy. À, muốn lên cái nào đây, hai cái. Em thấy hai cái nào nó cũng giống nhau hết á. Đợt này là leo đã luôn á. Wow, cái dốc này nó cao dữ vậy anh. Lựa hướng đi thẳng lên đại đi. Nghĩ bên kia đi ha, cái kia. Bên đâu? Bên đây đi. Ừ, thử đi. Trời ơi. Lên. Cái dốc nó cao. Kệ, đây đi ngày cuối cùng rồi, xong cái năm sau đi nữa. Được không? Lên đường nào đây nè. Qua đây. Tiến chỗ này cho nó dễ hơn. Tội nghiệp không? Cái chân thì có khúc à.
nó đòi đi leo núi tối ngày. Em nghĩ leo núi riết muốn em cao thêm mới vậy mà muốn đi leo núi. Đây những cái nấm nhiệt. Này nấm sữa đó các bạn, nó sữa nâu. Hết mùa rồi. Ok anh lên. Nhanh thiệt á. Rồi. Đi leo lên vậy á thì nó cực, nhưng mà lên tới kia thì nó bằng bằng lại ha. Yeah. Lúc nào vô cũng phải lên dốc vậy. Coi chừng á. Mai cho dễ đậu leo đã luôn. À chưa. Đứng thở dài dữ vậy ta. Muốn ngồi nghỉ mệt chứ không? Hả? Lên cái chốc này muốn đứt hơi. Đứt hơi à. Nghỉ mệt chút đi, bây giờ cái mình vô trong kia. Nghĩ ngày mai lên đồi dữ em. Hả? Cái này hơi già em ơi. Bị già rồi. Mềm. Này có mấy cái dấu con nai nè. Đi kiếm ăn nãy giờ. Trèo lên trả nữa. Đi theo dấu này chút đi. Có người hái trước không? Không, dấu mấy con nai. Ở chỗ này thì người ta đi hái thường xuyên cho nên cũng ít hơn ha. Dạ. Thì nãy giờ lên là thấy leo lên hai ngọn núi rồi cả nhà, nhưng mà chưa có nữa. Thôi đi đợi chút đi. Thôi chắc nay về sớm em ơi. Chắc nay về sớm quá. Đi từ nãy giờ chưa có nắng hả? Chưa. Này cuối mùa gì tìm khó quá ha. Cái này chắc người ta đi thường á. Không có rồi. Có không? Cái này coi kỹ thấy u nhiều quá. Nó đó hả? Rồi có một cái nấm nè. Rất là khó thấy
này nở. Từ nãy giờ. Cũng nhiều quá em. Hả? Không biết mấy cái trồ hai cái à. Ồ, có núm màu đè tím nữa kìa. Nó có màu xanh. Đi coi coi. Mới bước ra. Wow, anh không biết, còn nhỏ quá anh không thấy, không thấy rõ luôn. Cái màu. Coi hái đi nè. Màu xanh các bạn ha. Chỗ ha. Hai cái nấm tùng nhung. Cái này cái này phải hít hơi nha, để lấy hên. Nãy giờ từ mơ giờ vô đây còn chừng nửa tiếng rồi mà không có cái gì hết. Thơm á. Cho anh cái. Lấy hên đi. Thơm dễ sợ. Mà nở thế này ha. Đi hái riết ngửi mùi nấm tùng nhung ghiền lắm cả nhà. Rồi, cái này chắc giờ được tìm được rồi đó. Đi về được không? Rồi. Hả? Anh có hai cái nè, ngồi em với anh nấu ăn, anh cái em cái. Nói cho nếu mà giờ tìm không được cái khác nữa cũng không sao. Còn thấy u nhiều quá ta. Chỗ này anh nghĩ là tại người ta đi nhiều quá đó em. Nhiều quá cho nên mình không được gì hết luôn. Con coi đi qua nữa coi, đi ngang nữa coi có. Đây, đây người ta đi nhiều quá, khó tìm, cây cối không à. Mệt chưa? Mệt dữ lắm luôn à. Thì nãy giờ đi vô, coi coi. Nó có hai cái đó mà. Ok. Có buổi trời. Các bạn coi nè. Cái này. 40 mấy phút rồi các bạn, hôm nay ít quá. Cái này là vô lần này nữa, không có không đi nữa đâu. Này chắc là ngày cuối luôn rồi đó. Dạ, hôm nay đi mệt quá. Đây coi, đây có cái nấm gì nè. Ô ô này nè. Nhiều quá, nấm gì đâu không. Thôi anh ơi, đây nè, cô phải không nè. Ô, chỗ này nó to, nó bự đây nè. Nay là đúng nở không ha. Có cái nấm nữa. Có không? Có. Hai cái đây. Ừ, cái đây nè, coi nè. Ôi, dưới đây có một cái nữa. Dưới đây. Ồ ạ. Hử ha. Đẹp quá. Ủa cái đó bự đấy em. Cái này cái cho ta. Cái này cái quá. Wow, cái này nó bự ghê luôn nè. Ủa, ở trong kìa, ở trong còn cái nữa. Còn không? Còn. Ồ, bị gốc, cái gốc. Gốc à. Ồ, đẹp bự á. Cái này nó mới nở ra luôn nè cả nhà. Chứng tỏ cái này nó to lắm ha. Thường cái nấm to như vậy nên ra mấy cái dù nó mới to dữ. Nay đi cực thiệt đó các bạn ơi. Hả? Nay đi dở đậu nãy giờ. Ngồi xuống nghỉ mệt mấy lần rồi đó. Dạ, tại vì mệt lắm cả nhà. Từ nãy giờ leo lên chắc cũng 4-5 ngọn núi luôn á. Mà không có nấm nữa. Không phải là không phải ngọn núi mà mấy cái đồi các bạn. Dở đậu nói cho nó cho dữ. Đồi. Leo mệt lắm luôn á. Nhổ cái này luôn đi. Lấy cái này ra luôn. Ui trời, cái này cũng to ghê nè. To bự ha. Ôi té 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 té. Cái chân té. Okay. Oh, cái chân bị trượt xuống ngay chỗ cái dốc đồi luôn á. Sao không có chừng á. Wow. Đó. Ở đây thì hai chồng mình lên mấy cái đồi này nó. Rồi các bạn. Rất là cao nha. Đi thẳng cũng như thẳng lên 45 độ á. Ở dưới các bạn coi kìa. Đi thì ở đây thì coi vậy chứ nhiều người đi lắm. Người ta đi ngang ra dọc dọc theo cái đường núi nè. Các bạn thấy không, có mấy cái đường đi hết. Mình đi ngang lại thôi. Mình quay xuống là nhìn thấy nó cũng bằng lại lại ha cả nhà, nhưng mà thật sự cái dốc nó cứ nghiêng vậy không luôn á. Ở chỗ này coi cái ổ của cái con sóc cái gì nè, coi nó. Nó bỏ mấy cái hạt giống đây cái đống nè. Hạt hả? Mấy cái đúng rồi. Sóc. Nó chôn nó với dấu này luôn nè. Không còn nữa không? Hồi này. Không phải. Coi chừng còn á, thấy nó u. Cây. Cây hả? Thôi được. Nó đi ngang ngang qua đây luôn đi ạ. Hả? Đi ngang ngang. Đâu, bây giờ mình đi ngang vòng lên chút rồi xuống lại chứ.
giờ đâu giờ ngán rồi, tối hay giờ đòi đi xuống lại không à? Nãy giờ đi mệt quá, miễn sao là có đủ làm đồ ăn được. Nhưng mà coi kìa, hả? Mình nãy giờ mình tìm được có mấy cái mà cái nào cũng nở hết đó, cho nên cũng nửa rổ rồi. Wow, cả nhà thấy một cái nấm như vậy chắc gần nửa ký nha cả nhà nha. Cái nấm thì nó to nhưng mà thật sự mà nói cái nấm tùng nhung á, nó rất là chắc luôn, nó cứng và nó chắc nữa. Cái thịt nó rất là dẻ cả nhà. Hôm nay bên mình là bây giờ người ta bị Covid á các bạn, giờ nó càng ngày nó càng nhiều, cho nên cấm qua lại hết rồi. Dạ. Vợ chồng, hai vợ chồng đi đi cũng có mình à, với lại cũng không có lại nhà ba mẹ rồi để nấu đồ ăn nữa. Thì hái xong cũng đi về. Nhà ai nấy ở. Giờ đang bị cấm cung á cả nhà, tự nhiên là cấm cung vậy á, nó mình là nhà ai nấy ở, nhưng mình là không có cho qua lại nữa. Vậy cũng đỡ, cũng để cũng một thời gian, nữa có thể qua lại được ha. Dạ. Thôi giờ thì, cũng có ngừa được rồi. Thì hy vọng là khi nào nó ngừa được á, rồi giống mình là cho lúc đó là nhìn cho nó đỡ hơn á nha. Chứ giờ thiệt, tự nhiên cảm giác, tự nhiên cái dịch bệnh xảy ra cái mình thấy nó làm sao đâu á. Nhìn cái cuộc sống nó vô vị nó làm sao. Giống mình giờ như gia đình thì ít có sum họp như lúc trước nữa. Rồi cứ... Thấy buồn ha. Dạ. Giống mình là cứ gia đình nhà ai nấy ở vậy cả nhà. Bởi vậy thì hồi lúc trước thì cảnh gia đình mình sum họp rất là vui luôn. Đó. Bởi vì giờ cũng hy vọng là cho cái dịch bệnh này nó cũng đỡ lại chút xíu, rồi tới lúc đó là gia đình có thể sum họp lại nữa. Kệ ráng đi, giờ buồn buồn rồi vô rừng dạo chơi. Hai nấm. Thôi. Thôi đi. Đâu anh con ơi. Đây là anh đi. Tôi anh đi quay hái nha. Cái gì vậy? Đây là công ta hái cực khổ lắm. Wow, cũng nhiều quá ha. Đã ha. Có nhiều cái to không đó. Dạ. Hái được nhiều không? Hả? Cũng cỡ nhiêu đó hả? Dạ. Hai người ta có người à? Hả? Ta có người à? Mày hái nhiều cỡ. Người quay phim người hái nhiều hơn cả. Bữa nay dự sáng sớm như đó rồi. Phải trèo lên mấy cái dương cái núi trên này cao quá trời, mất thời gian quá trời luôn. Ừ thì tại tụi em biết chắc mấy anh chị tuốt ở trên cao á. Ờ. Mình chở đất được không? Hả? Hả? Hôm nay rồi chở đất đúng không? Đa số là cái chỗ mà hai bữa mình chưa gặp cái con nai á, nó nổ. Ngay chỗ cái bục binh để chẳng lên á. Chắc tụi em không biết mà. Chỗ mà cái đồ đồi á hả? Ờ chỗ đồi rồng không hả? Cái đồi đi ngang ở trong lỏng á. Ừ. Nè. Rồi cho coi cái thành quả của chị Sudamon đi. Ở cả nó cũng còn nhiều nè. Nhiều đó mình đi 3 tiếng. Thôi đã ha. Bữa nay đi tính là kiếm chút xíu nấu ăn thôi, nhưng mà lên chảnh cái mê rồi quá wow, trời luôn. Wow. Hái được nhiều hơn mình. Nấm to chứ hả? Tất nhiên là phải nhiều hơn rồi. Hai người mà hái nhiều hơn mình, có mình nè. Hồi nãy em hái được cái nấm búp bự à, chỉ hái cái thôi à. Vậy hả? Nấm nở nhiều quá. Hả? Vì mấy cái chỗ này là ít có người đi á, cho nên mấy cái nấm nó nở. Nở rồi hết rồi. Nhưng mà cũng có nấm búp. Cũng có mấy cái búp nhỏ. Cái này búp gì được nè, cũng được. Nhiều lắm. Búp nó còn nhỏ nữa. Còn nhỏ nữa. Không mà cũng ngon chứ anh, mà chứng tỏ mấy cái đó là mấy cái búp bự nó nở ra hả? Ừ. Bây giờ búp chắc từng hai tuần nó hết rồi. Chắc hết rồi thì người dự định là đi bữa nay là ngày cuối cùng á. Dạ. Yeah. Thấy thời tiết còn tốt quá trời luôn. Hai đứa em vẫn đậu xe nó luôn ha. Đúng rồi, chắc nó ngủ nó đợi anh á. Hả? Đi ra đây từ nãy giờ đợi rất là lâu. Thôi, vậy nấu đồ ăn đi. Nấu mì chút xíu mì cho ấm bụng coi. Cái không? Oops. Sorry baby. Hi. Hi. Hi con. Hi. Y là đâu? Y là đâu? Nấm chưa?
nhiêu no, này? Just a little bit. Mệt chết luôn. Đó có nhiều, mấy, có nhiều đó hả? À. Nam còn nhiều đó có. Hai cái. Hôm nay nó đi dài. Hôm nay nó đi hái rồi, giờ nó chê kìa. Trời, cái này là mình đi mót lại nè. À, cuối mùa thôi, vậy thôi. Okay. Ok, nấu đồ ăn. Chuẩn bị nấu đồ ăn cả nhà ơi. Có bụng dữ rồi.